quý vị và các bạn, trạm y tế là cơ sở khám y tế gần dân nhất, đảm nhiệm vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đảm bảo cho người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu với chi phí hợp lý. Do đó, tăng cường đầu tư, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho mạng lưới y tế cơ sở chính là giải pháp căn cơ giúp giảm quá tải cho bệnh viện tuyến trên. Với huyện Lâm Hà, trạm y tế cơ sở đã phát huy và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân như thế nào? Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự, xin chuyển đến quý vị và các bạn. Trước đây, phòng khám đa khoa này là trạm y tế xã Tân Hà, huyện Lâm Hà. Tuy nhiên, nhằm để giảm thiểu quá tải bệnh nhân lên tuyến trên, nên phòng khám đa khoa này hoạt động chung với trạm y tế xã, phục vụ công tác khám bệnh cho người dân thuộc 6 xã phía Nam của huyện Lâm Hà. Hiện phòng khám đa khoa này có 15 y bác sĩ, trong đó có 5 bác sĩ còn lại là y tá. Từ khi phòng khám đa khoa này đi vào hoạt động, đã phần nào giúp người dân giảm chi phí đi lại khi ốm đau. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với người nghèo. Theo thống kê của phòng khám đa khoa, trung bình hàng ngày có khoảng từ 50 đến 100 lượt bệnh nhân đến khám, chủ yếu khám bằng thẻ bảo hiểm y tế. Khám đây thì cũng chu đáo, nói chung là cũng chu đáo, chứ không sao đâu. Nhưng mà đấy là tôi khám lần này lần thứ hai thì tôi thấy người ta bác sĩ cũng không có cũng không có khó khăn gì. Và nói chung là mình khám mình đau như nào thì người ta kê đơn thuốc sang là như thế, thì mình đi xuống mình mua thôi, mình phát thuốc cho mình uống thôi. Phòng khám này thì được, các bác sĩ khám thì cũng nhiệt tình. Hiện nay 14 xã và 2 thị trấn ở Lâm Hà đều có trạm y tế xã. Và hai khu vực phòng khám đa khoa được đặt ở thị trấn Nam Bang và khu vực Tân Hà. Hầu hết các trạm y tế trong thời gian qua đã phát huy được vai trò trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân, thì các trạm y tế huyện Lâm Hà vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trong đó chủ yếu về trình độ chuyên môn. Mỗi trạm y tế được phân bổ từ 5 đến 7 cán bộ y tế, nhưng chỉ có một bác sĩ, còn lại là y sĩ, nên khả năng phát hiện, chẩn đoán bệnh sớm còn hạn chế. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị thiếu thốn, vì vậy khiến cho việc thu hút người bệnh đến khám tuyến y tế cơ sở trở nên khó khăn. Những cái khó khăn trước mắt của phòng khám là thiếu các những cái xét nghiệm để phục vụ công tác chẩn đoán bệnh, ví dụ như là chụp X quang, thứ hai là máy điện tim, thứ ba là máy xét nghiệm sinh hóa. May đó thì chưa được cấp, cũng có xin rồi. Về nhân lực thì rất là khó khăn, là chưa đủ với so với cái số lượng dân ở trên địa bàn. Về cái nói chung về cái trang thiết bị để phục vụ công tác khám chữa bệnh thì nói chung là cũng chưa được đầy đủ, chưa được hiện đại lắm. Chỉ có những dụng cụ thông thường như là máy xét nghiệm sốt rét hoặc là máy xét nghiệm đường tiết đường để phát hiện những người bị bệnh rối loạn đường máu. Khó khăn lớn nhất của chúng tôi trong các trạm y tế thì thứ nhất là cơ sở vật chất, còn 3 trạm y tế là chúng tôi là chưa được đầu tư xây dựng cơ bản đạt được cái bộ tiêu chí. Thứ hai về nhân lực của các trạm y tế, đặc biệt 2 trạm y tế thị trấn thì cái định mức biên chế cho một trạm y tế là rất là thấp, 5 cán bộ cho một trạm y tế thì không đáp ứng được cái nhu cầu người ta làm phục vụ. Cái khó khăn ở 2 trạm y tế này nó có đặc biệt là 2 trạm y tế thị trấn thì không có mạng lưới y tế thôn bản, vì theo quy định là chỉ có mạng lưới y tế thôn bản ở xã thôi, vì vậy là cái chân siết hỗ trợ người ta không có, đồng thời người ta gánh một cái số lượng quản lý một cái địa bàn rộng và số lượng dân cư thì đông, trong khi đó các cái chương trình y tế dự phòng thì tính theo đầu dân và phải thực hiện ở cộng đồng rất là nhiều, vì vậy với số lượng cán bộ 5 cán bộ thì không đảm bảo được. Không riêng gì ở Lâm Hà, mà thực trạng này đều diễn ra ở hầu hết các trạm y tế trên toàn tỉnh. Thiết nghĩ, để trạm y tế xã thực sự gần dân, xứng đáng với chăm sóc sức khỏe ban đầu, thì cần có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cho hệ thống y tế cơ sở. Bên cạnh đó, thì cần phải củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở về tổ chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ và cơ chế hoạt động, v.v. Có như thế mới nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được tốt hơn.